Xin chào quý vị thân mến, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh của Nhung Bất Động Sản ngày hôm nay. Và hôm nay tiếp tục vào buổi tối nha, Nhung sẽ quay một cái vị trí rất là đẹp và rất là tuyệt vời, nằm trên cung đường Nguyễn Thị Minh Khai. Và cái cung đường này là cái cung đường huyết mạch hai chiều, kết nối từ quảng trường 2 tháng 4 trung tâm thành phố biển Nha Trang đi vào trong nội khu trung tâm thành phố nha quý vị. Hướng trước mặt Nhung đây là cái hướng chúng ta sẽ di chuyển ra quảng trường. Và phía tòa nhà trước mặt quý vị đó chính là tòa nhà trung tâm, nằm ngay vị trí quảng trường, rất là đắc địa luôn nha đó. Hiện tại bây giờ là khung giờ 9 giờ tối rồi, thì quý vị có thể nhìn thấy cái lượng khách nè, lượng khách du lịch đi lại cũng như là sử dụng các dịch vụ trong những cái khu phố như thế này cực kỳ nhiều luôn nha quý vị ơi. Cung đường Nguyễn Thị Minh Khai thì Nhung có chia sẻ với quý vị rất là nhiều các video, và cái khúc đường Nhung đang đứng nó là cái ngã tư đầu tiên giao giữa Nguyễn Thị Minh Khai và Hùng Vương. Và phía sau lưng Nhung là khúc Nguyễn Thị Minh Khai giao với Nguyễn Thị Thuật. Nguyễn Thị Thuật và Hùng Vương được mệnh danh là hai con phố Tây rất là sầm uất tại trung tâm thành phố Nha Trang, thì cái vị trí Nhung đang đứng là khúc giữa. Hôm nay ở ngay vị trí này thì Nhung có một cái bất động sản ngang 10 và với tổng diện tích là 101m2 nha quý vị, với giá bán là 650 triệu một mét vuông. Ở đây á, vị trí mà để với cái bề ngang đó rất là hiếm, và đặc biệt rằng là dòng tiền để khai thác những cái vị trí này cực kỳ tốt luôn nha quý vị. Đó, quý vị có thể nhìn thấy nè. Bây giờ là 9 giờ tối nha, với giá 650 triệu một mét vuông cho 101m2 ngang 10. Cái cung đường Nguyễn Thị Minh Khai này, thời gian này Nhung quay rất là nhiều các sản phẩm ở trên này nha quý vị. Hôm nay Nhung sẽ quay vào buổi tối để cho quý vị thấy. Và rồi quý vị nào đang xem được cái video này của Nhung mà có nhu cầu mua bán ký gửi bất động sản tại trung tâm thành phố Nha Trang có thể liên hệ với Nhung, hoặc là quý vị nào đang xem cái video này có người thân, người quen có nhu cầu mua bán bất động sản trong trung tâm thành phố Nha Trang cũng có thể chia sẻ giúp Nhung. Và đặc biệt rằng bên Nhung còn nhận hỗ trợ làm pháp lý cũng như là đo đạc, cắm mốc, và đặc biệt là quản lý những cái tài sản lớn như thế này cho những khách hàng ở xa nha quý vị. Và rồi Nhung xin kết thúc video tại đây, ngắn gọn như vậy thôi. Thông tin như Nhung có nói để nhắc lại hai lần trong video này rồi. Đó là sản phẩm bất động sản ngày hôm nay với bề ngang là 10m, tổng diện tích là 101m2, giá bán là 650 triệu một mét vuông, tương đương với 65 tỷ cho sản phẩm bất động sản này. Những cái sản phẩm bất động sản Nhung quay trong cái thời gian này giá trị tài sản rất là lớn, và hiện tại trên đất đang có dòng tiền cho thu nhập và đang kinh doanh, cho nên Nhung sẽ không tiện quay chỉ bất kỳ cái sản phẩm nào chi tiết. Và Nhung đọc các thông số như vậy, quý vị nào cảm thấy phù hợp với túi tiền của mình hãy liên hệ với Nhung. Những cái vị trí đắc địa trong trung tâm thành phố Nhung sẽ gửi thông tin chi tiết. Và rồi xin hẹn gặp lại quý vị ở những cái video tiếp theo.